Oh my god. What is this? It is cơm gà Hội An. Really? Yeah. Why is this? So every first Friday in Little Saigon, we have Saigon Nights, first Friday. Mm-hmm. And this coming in December one is a Little Saigon Nights Hội An edition. Is that December 4th? December 4th. Okay. December 4th, first Friday, we're having Saigon Nights Hội An edition in Little Saigon. Why Hội An edition? Because there's a flood that's going on in central Vietnam right now. Yeah. So Sinh Ly is actually sponsoring his parking lot. Okay. He's decorating it to fit the Hội An theme, which is part of central Vietnam. Okay. And he's actually sponsoring the chicken. Oh, and wow. On's Kitchen, who's known for making cơm gà Hội An. This looks amazing. Mm-hmm, it's the best I've ever had. Okay. Yeah. It tastes exactly like the one I had in Hội An. Uh-huh. And Saigon Deli, she's gonna be there making her bánh mì gà. Oh my god, oh, so good. Yeah. Okay. So they're gonna be collaborating to fundraise for the flood. Okay, so besides the food, is there anything else that's gonna go on there? Well, it's outdoors. Okay. It's outdoors. We're gonna be under the moon with some beautiful lanterns and live music. So they have music. There's music. There's okay. gonna be live music, absolutely. Yeah. Okay. Oh, so it's December. December 4th, from 6 to 10. Okay. Uh-huh. So what time are you gonna be there? I'm gonna be there at 6. Well, me too. All right, let's go again. Let's try this. Mm. Oh my gosh, so good. Good. Mm. Good. Look at this. Oh, honey. I'm going in. Mm. Oh yeah. Hello. Oh yeah, mm. My God, it's good. Chicken's so fresh. I know. Mm-hmm. Great seasoning. It is. Oh my God, best. Mm. Mm-hmm. Hi. Hi, girl. Buổi gây quỹ sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều, ngày 4 tháng 12 năm 2020, tại phía trước bãi đậu xe của chợ Sinh Ly ở Little Saigon, San Diego. Chương trình sẽ được diễn tiến qua hai hình thức. Thứ nhất là đồ ăn tại chỗ. Thứ hai là quý vị có thể mua to go. Tất cả các món ăn chúng tôi sẽ có, nào là cơm gà Hội An, bánh mì gà và nhiều món khác rất là ngon. Chúng tôi cũng có chương trình âm nhạc giúp vui với nhiều nghệ sĩ để phục vụ cho buổi này. Mỗi phần ăn xin quý vị có thể ủng hộ cho chúng tôi bằng cách gửi tiền qua chương trình Zelle hay là bằng check. Tất cả số tiền thâu được chúng tôi sẽ hoàn toàn gửi đến cho bà con ở miền Trung của chúng ta. Xin tất cả quý vị ủng hộ.